Xin chào mọi người, đặc sản 365 hôm nay xin giới thiệu với các bạn, nó là mật ong rừng. Thì ở trên bản vừa gửi về cho mình 10 cân mật ong rừng. Thì tầm này cũng đang là tầm giữa vụ, tầm cao điểm của mật. Và mật rất chi là ngon. Đây là mật ong khoái các bạn nhé. Đây là bên mình là mật nguyên sáp luôn. Ong đây. Các bạn nhìn ạ. Chuyên mật thơ mà này. Chuyên mật ong thì chắc là mọi người đã biết là nó không được nghèo đúng không? Nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là mọi người có điều kiện hãy uống mật ong với cả chanh vào buổi sáng thì rất tốt cho tiêu hóa và làm tươi trẻ làn da. Ngoài ra còn được công nhiều các thể công dụng như là chữa ho, chữa bỏng, bồi bổ cơ thể rất là tốt. Ở đây mình muốn quay cho các bạn xem là cái nhận biết về cái mật ong. Đây các bạn nhìn thấy ạ. Mật ong rừng. Màu mật ong rất là đậm. Và mật nguyên chất thì nó còn đặc, rất là đặc. Đó. Và quan trọng là cái mùi vị của nó rất là thơm. Rất là thơm luôn. Các bạn khi hòa vào nước nó không hề là bị hòa tan, kể cả các bạn pha trong nước sôi nhé, nó vẫn cứ chảy bình thường luôn. Ở đây mình có một bình rượu mật ong, đây mật có sáp đây, các bạn nhìn thấy đây mật ong rừng của mình, và mật là lắng ở trong dưới, nó không hề tan trong bình rượu luôn. Đây mình quay cho các bạn xem cái độ đặc sánh của mật nhà mình. Đúng không, nhìn thấy không? Nó chảy thành dòng luôn, không mất một quãng nào luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Thì bên mình là shop đặc sản 365, bên mình chuyên cung cấp về các đồ đặc sản dùng tây bắc và thảo dược quý dùng tây bắc, đồ ngâm rượu. Thì các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên mình thông qua số điện thoại là 0986 357 365. Ok, rất chi là ngon. Để được tư vấn và cung cấp những mặt hàng mà chất lượng tốt nhất, ngoài ra bên mình còn rất nhiều những mặt hàng thảo dược quý rừng nữa. Ở đây các bạn nhìn này, chỉ là phong phú đồ thảo dược ngâm rượu và các loại trà thảo dược tốt cho sức khỏe. Đây, năng rất là thơm. Nhìn như này chỉ mình chỉ muốn cắn một miếng thôi. Ok. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của bên mình nhé. Hẹn gặp lại ở clip sau.